Chú lấy cái nước này về là mình dùng luôn đó hả? Dùng luôn mà mua nước sạch này. Dạ. Nước này mới mưa mà. Còn mà lúc hết nắng thì mình đào mình múc. Dạ. Múc bằng cái men đó. Còn mùa mưa thì mình lấy vậy thôi. Rồi. Nặng không chú? Không nặng đâu. Lúc đi mà hay bình mà. Nặng đâu có nặng đâu. Mấy nay nó mưa nó cũng mát mẻ chú ha. Mát á, mưa mát á. Số Bắc Vlog mến chào cả nhà thân thương. Chúc cả nhà thân thương một ngày mới thật là vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình và những người thân yêu của mình nha. Sáng hôm nay Số Bắc lại dẫn cả nhà đi lên trên khu vực miền núi xa xôi của vùng núi Đá Liệt cả nhà. Đi lên khu vực trên này, Số Bắc tình cờ thấy một cái căn chòi ở khá là khuất. Ở trong này nè cả nhà, có một cái căn chòi này thôi, rất là khuất luôn. Ở trên á là núi đá không à, bên trên là núi đá treo leo luôn. Ở bên dưới thì chỉ có một cái căn chòi ở đây. Và cái căn chòi này ở kế bên á có một cái cây này chắc là cây xoài cả nhà. Cây xoài rất là bự luôn. Số Mắc thấy cái hoàn cảnh này á nên mình vào mình tìm hiểu và chia sẻ đến cả nhà nha. Khu này rất là hoang vắng luôn cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng với Xuân Mắc Vlog vào trong tìm hiểu hoàn cảnh hôm nay nha. Đi luôn cả nhà. Ngay phía trước mà anh nhỏ, cả nhà nhìn thấy một cái căn nhà rất là sập sệ. Và đi gần vào trong này thì Xuân Mắc mới thấy có một ông chú đang ngồi ở đây nè cả nhà. Ngồi ngay phía trước cái căn chòi luôn. Bây giờ Xuân Mắc mời cả nhà vào trò chuyện với chú và tìm hiểu hoàn cảnh của chú xem như thế nào nha cả nhà. Chú đang ngồi võng ở đây nè, chú mặc áo xanh cả nhà. Ở đây á, tuy nó hoang vu hẻo lánh á, nhưng mà nó rất là mát mẻ luôn. Con chào chú. Dạ. Đầu tiên chú cho con đeo cái này cho chú chút xíu. Dạ. Chú ơi, chú cho con hỏi chú tên gì vậy chú? Tên Tâm. Chú Tâm. Chú ở trên này với ai? Ở, ý là con ở nhà không à? Ý là có gì con gửi cho mình có lâu lâu mình xuống nhà. Lâu lâu chú về làng hả? Cái gì cũng trong nương trong đồ con làm không à? Vậy là chú ở trên này một mình? Một mình. Có ở với vợ không chú? Vợ cũng ở nhà luôn, ở nuôi con cháu, nuôi cháu. Nuôi cháu ở nhà. Chú năm nay chú Tâm bao nhiêu tuổi rồi? Chắc sáu mấy rồi. Sáu mấy tuổi rồi. Còn cô bao nhiêu tuổi chú? Cô cũng năm mấy à? Năm mấy? Cô tên gì chú ha? Tên tên Ngừng. Cô Ngừng. Cô Ngừng. Chú Tâm, cô Ngừng. Dạ. Cô thì ở nhà chăm cháu. Cô chú có bao nhiêu người con rồi? Cô chú cũng ba bốn con. Ba bốn người con rồi. Bốn con. Trai hay gái chú? Ba trai một gái. Ba trai. Một gái. Một gái. Có gia đình hết rồi hả chú? Có gia đình hết rồi. Vậy là con trai là đi ở bên vợ? Bên vợ. Con gái ở nhà. Một người con gái ở nhà. Nhà. Con gái chú bao nhiêu tuổi? Nó thấy nó nói là năm 90 á. Dạ. Năm 90. Năm 90 vậy là năm nay 34 tuổi. Chắc vậy. Dạ. Rồi cô chú là hiện tại là có bao nhiêu cháu? Cô chú hả? Dạ. Con đó hả? Cháu á. Cháu là, cháu là một con qua đời rồi, một con còn là hai cháu thôi hả? À. Ồ,
Bé sao mất chú? Bé bị tai nạn. Bé bị tai nạn. Thương vậy. Bé mất lúc mấy tuổi chú? 7 tuổi. 7 tuổi. Là gọi chú bằng ông ha? Ông. À. Còn có một cháu thôi. Một cháu. Trời ơi, thương cả nhà. Là bây giờ cô ở nhà là chăm cháu. Cháu. À. Là con của con gái chú ha? À, con gái. Còn con ba người con trai là có bao nhiêu con? Là, có người là chưa có con mà có con người là hai con rồi. À, có người là chưa có con. Ừ. Cũng có anh là hai con rồi. Ừ. Dạ. Chú ở trên này một mình rồi chú làm cái gì, công việc gì trên này? Bây cũng làm tranh đồ bấy bá, là cái gì con nó biểu là quay bò quay ngành đồ cho con á. À, chăm bò cho con. Ừ. Chăm bò sợ ngành bò đường ta vô á. Chăn bò ở trên núi trên này. Không, chạy chăn bò người ta vô ăn đồ á. À, có nghĩa là coi không cho bò vào trong rẫy của mình. À, nè. Trên rẫy này mình đang trồng cái gì chú? Dạ, trong bò bò này. Mấy họ trồng, nó con nó trồng bò bò. Bò bò? Bò bò. Cây bò bò đó là mình... Bò bò nó trổ đổ á. À. Cây đó mình bán được tiền không chú? Cây đó là nghe nói 10 ngàn một ký. 10 ngàn một ký. Mùa này là trồng bò bò hả chú? Ừ, trồng bò bò. Dạ. Rồi trồng, khi mà bắt đầu trồng thì bao lâu mới được thu hoạch chú? 3 tháng. 3 tháng. Ừ. Năm nay nó ít mưa đấy. Ừ. Trồng nó có được mùa không chú? Thì mấy năm không làm đâu, mấy năm đây nó làm. À, năm nay mới làm. Ừ. Dạ. Mấy năm rồi nó trồng bảy bả rồi, trồng bắp rồi cũng ra bắp luôn. Một chùm, ý là hai ba bao đồ ăn vậy. À, trồng nguyên một mùa bắp mà được có hai ba bao mang về ăn thôi. Là, ý là cái rẫy mình nương mình bỏ không đó, thì mình cứ trồng bảy bả. Dạ. Trồng bảy bả có gì anh ấy hả chú? À. Rồi trên này chú ở trên này, lâu lâu chú mới về làng á, thì chú ăn gì trên này? Ăn gạo đồ. Có gạo hả? Gạo thì con nó trở lên đó mùa 2-3 ký đồ mình ăn. À, yeah. Lần mang lên 2-3 ký. À, rồi cho chó đồ ăn, rồi gà đồ 2-3 con, chó đồ 2 con đó. Dạ. Yeah. Gà có 2-3 con thôi. Ừ, gà 2-3 con. Ở trên này chú có nuôi bò, nuôi heo gì không? Không, nuôi heo 2 con. Nuôi 2 con heo? 2 con heo. Heo lớn chưa chú? Heo trên chuồng á. À. Trên chuồng. Chú ở trên này lâu chưa? Lâu, mới lâu rồi, năm mới hơn năm 90 luôn á. Hơn năm 90 luôn? Ừ, chưa có con mà. Mấy chục năm rồi? À, mấy năm. À. Một lúc ở đây cái cây này còn bằng cái quế đây mà, còn nhỏ. Lúc cây chú lên đây là cái cây xoài này còn nhỏ hả? Nhỏ, mới là bà già ở, bà già mình á. Bà chết rồi, mình là bà để con ở lại á. À. Chà, tính ra gia đình mình ở trên núi này cũng rất là lâu năm rồi chú ha. Cái canh chòi này là chú dựng hay là có lâu rồi? Không, chòi này mình dẫn à, mình mới làm đây. Mà. Chú mới làm đây? Ờ, làm 20 năm nay. 20 năm rồi? 2-3 năm nay. 2-3 năm nay, dạ. Chú tự dựng luôn hả? À. Cây đồ bảy bá mà, cây đồ mình gắn đồ bảy bá để mình sống đẹp trong chòi đó. Là chú đi chặt cây về rồi chú đóng, chú dựng chòi. À, tới nay canh chòi này dựng 2-3 năm rồi. Ừ. Hồi trước là chú ở đâu? Cũng ở đây nhưng mà chòi bữa chòi cũng chòi bay bãi vậy à. Là chòi hư rồi? Hư rồi, làm chòi lại. Để dưới làm dưới kia, và đây là làm đây lại. Hồi trước là cái chòi nằm bên dưới kia, bây giờ là dời về trên này. Ừ. Cũng vòng vòng cái khu này luôn. Khu này. Dạ. Chú dẫn con vô con tham quan cái canh chòi của chú xíu được không? Đâu có con ở nhà xa. Đây, lắm. Cái canh chòi của chú đang ở đây nè. Thì con ở nhà đâu biết được. Xa lắm, ở phải ở trên đây. Xa lắm hả? Ở Bà Râu. Về làng xa lắm? Xa. À. Ở dưới qua cái cầu xe lửa. Dạ, ui xa dữ vậy hả? À, trên làng ở trên kia mà làm ở đây á, thì ông bà nó chết chung ở đây á. Dạ. Ừ. Vậy là tính ra là chú đâu có về đâu đúng không? Lâu lắm mới về hả? Lâu về, có riêng thì về, không về thì hai ba đêm tuần rồi về á. À, trời ơi.
tuần mới về lần. Ừ. Dạ. Ừ. Về thăm cháu hả? À, thăm cháu. Thăm cô hả? À, thăm cô. Dạ. Ở trên này là có nhớ cô, nhớ cháu không nhớ, chú? Nhớ cháu thì nhiều chứ, nhớ cháu đúng không? Cháu nhỏ mới có 2 tuổi à. Dạ. À, dạ. Thương chú quá. Ừ. Trong canh chòi này con thấy có cái võng này, chú dẫn con vô trong này tí được không? Dạ. Cái võng bị mình hay cái đêm mình ngủ á. Xuân Bắc mời cả nhà vô thăm cái canh chòi chú dựng chút xíu nha. Rồi con đồ nó mua cho mình á. Vô. Con mua cho chú cái võng. Ừ. Chú mắc ở đây chú ngủ hả? À. Ngủ trên võng không hả chú? Dạ, chú ngủ trên võng cái đêm đó. Không có giường. Không giường, không làm giường á. Không làm giường. Mình làm giường cũng được, bữa có giường mà giường bị hư rồi mình bắt đầu mình còn giống. À. Giường bằng cây á, bằng cây. Mình chặt cây á. Hư rồi. Bây giờ mất võng nằm thôi. Ừ. Tối chú ngủ có lạnh không chú? Không, ở đây nó lạnh rồi. Có mình đây mà. Lạnh gì mình chống củi đồ bê bá đó. À, chụm củi lên là nó có cái hơi củi nó ấm hả? À, ấm. Rồi muỗi có cắn chú không? Muỗi thì không, ở đây cũng ít muỗi à. Có mùa muỗi thì mùa gió này không muỗi đâu. À, không có muỗi nhiều ha. Ừ. Là cứ nằm vậy là ngủ trên cái võng này thôi. À. Dạ. Con thấy cái chòi chú dột á, chú dựng nè, lỗ nó nhiều rồi nó có dột không chú? Dạ, bên đây chưa dột mà dưới lặng cái dột hết rồi. Như là cái tôn, cái miếng tôn nó hư á. Ở dưới làng hả? Không, ở đây, ở trước mặt đây nè. À, cái miếng này là dột nhiều lắm rồi hả? Ừ. Dạ. Còn chỗ này là nó không có dột, là chú mắc cái võng ở giữa này chú nằm. Ừ. Dạ. Chứ ở bên hông này nó cũng tạt hả chú? Ừ, mưa lớn thì nó tạt xuống đó. Mưa nhỏ thì không sao. Có hôm nào chú đang ngủ mà nó mưa chú không ngủ được không? Được, mưa nó cũng tạt bên vô đâu. Ít à. Dạ. Ừ. Chú đang nấu cái nồi gì ở dưới chú? Dạ, cơm. Chú cho con coi tí được không? Bữa con là nấu 2 lon cho chó với mình ăn á. 2 con chó với lại một mình á. Nấu cho chó ăn luôn. Mình ăn luôn. Thì nấu 2 lon. Dạ, chú mở lại con xem nào. Ừ. Cơm chín chưa chú? Dạ, chắc gần chín rồi đó. Dạ, chú nhìn con cái coi. Dạ. Dạ. Gần chín cơm rồi chú ha. À. Rồi sáng giờ chú ăn gì chưa? Dạ, sáng ăn rồi ăn canh. Sáng ăn canh không hả? Ăn canh, đây là con ngủy đồ còn quá. Rồi mình nấu canh ăn. Nấu canh gì chú? Này, có canh này. Đâu chú cho con coi nồi canh của chú xíu nè. Chú mang qua đây đi chú. Dạ. Cái đồ con nó mang lên á. Rồi con nó đi lên mình cho con cá. Rồi nấu với rau ở dưới đây mình rồi mình tống vô. À, có nghĩa là con ở dưới làng lên đây chơi cho chú con cá. Cho lâu chưa? Hôm qua rồi. Cho hôm qua? Rồi mình nấu lại. À, bây giờ nấu lại nó ăn. Con cá chút xíu vậy thôi hả chú? À, cá biết là cá đồng á. Dạ, cá đồng. Ừ. Chú có cái đũa không? Cái muỗng này. Cái muỗng hay cái đũa gì đó chú cho con xem con cá tí chú. Rồi chú ăn hết con cá này là còn gì ăn không? Còn mình có cá khô đồ á. Có đầu con cá này. À, cá lóc. À, cá lóc. Cá lóc đồng. Ừ. Dạ. Có cá khô. Ừ. Cá khô đâu chú? Cá khô đi. Có cá khô đi. Đây cá khô. Có cá khô đây kìa. Rồi ơi. Đó, mình hết cá đây mình nấu cá khô. Chú lấy cá ra con coi tí chú. Cá khô đây. Đây cá khô này. Trời ơi, có con cá khô như ngón tay thôi cả nhà. Có chút xíu à. Con kia thì cũng còn có một nửa thôi. Con một nửa. Xíu mình, thôi. Mình nấu canh lấy, mình bỏ vô. Nấu nước rồi bỏ rau, hai rau nhất đồ á. À, bỏ vô. Là ăn rau rừng đâu này kia vậy thôi. À. Dạ. Ở đây con thấy ở trên cái chòi của chú á có cái đèn năng lượng. Ừ. Đèn năng lượng này là mình mua hả chú? Đó, cái con nó mua cho mình á. À, con của chú mua cho chú. Ừ. Dạ.
Là tối chú lấy ánh sáng từ đèn năng lượng ha. Rồi mình lấy nước ở đâu mình sinh hoạt chú? Nước là hay không có mưa thì mình xuống suối mình xuống suối xách nước hả? Xách nước, xách cho heo cho gà ăn á, rồi cho mình ăn, rồi hay mưa thì mình đứng nước miếng tôn để bê bá. À mưa thì chú hứng nước từ tôn chảy xuống. Còn không mưa thì chú đi ra suối chú lấy nước. Từ đây mình ra suối xa không chú? Đây gần đây mà. À. Dạ. Mỗi lần chú lấy bao nhiêu can nước? Khoảng 40 lít. 40 lít nước hả? Ừ. Dạ. Chút xíu chú dẫn con ra suối thử nha. Xem cái chỗ chú lấy nước sao nha chú. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ chú đói bụng chưa? Chưa đói. Sáng giờ không ăn gì? Chưa mà chưa có làm gì đâu mà chưa tự ăn á. À. Chú biết hôm nay con tới con thăm chú làm gì không? Không biết. Không biết hả? Ừ. Hôm nay con tới con gặp chú. Tìm hiểu cái hoàn cảnh cuộc sống của chú này. Con gửi cho chú một phần quà của Mạnh Thường Quân. Gửi đến bà con khó khăn miền núi. Mạnh Thường Quân gửi cho chú một phần quà. Chú biết là quà gì không? Dạ, không biết. Xe hả? Hồi giờ có ai mang quà lên đây gửi cho chú không? Không. Không hả? Không. Không có ai luôn? Không. Chưa bao giờ nhận được quà luôn? Chưa, gửi con đồ rồi cho gạo đồ, cơm đồ, dẫn cá đồ, bấy bá. Chưa có ai đâu. Không có ai. Rồi chú ở trên này, những lúc mà chú đau ốm thì sao chú? Thì đau ốm thì ở một mình mà thì không biết ai biết bên ngày thì còn một con đồ mình không có con thì đêm thì mình ngủ thì mình ngủ vậy thôi hả? Ngủ là tự khỏi hả? Trời ơi có một mình tự chăm mình luôn. Dạ. Ví dụ mình biết mình cái đêm đồ mình cứ ngủ vậy thôi. Sao chú không ở dưới làng? Ở dưới làng thì cái trời cái rẫy vườn đây mà con nó lắm á, nó biểu giữ cho con nó đi lắm á. Ở dưới làng này mình có đất trồng trọt đồ này kia không chú? Không có, ở làng không có. Không có? Ở đây chỉ ở đây thôi. Ở đây thôi? Là chú coi rẫy cho con, để con đi làm. Đi làm mướn làm đó. Đi làm mướn hả? Dạ. Làm mướn là làm thuê cho người ta hả chú? Mướn làm thuê người ta. Làm vậy rồi có tiền không chú? Rồi có tiền nuôi con nuôi vợ đó, như vậy đó. Nuôi vợ hả? Vợ đó. Nuôi vợ nuôi con hả? Rồi có cho chú tiền đồ gì không? Cho đâu có cho cá cho gạo ăn vậy thôi. Không có tiền cho. Lâu lâu cho cá cho gạo ăn vậy thôi. Hết gạo thì hết thì còn cho gạo cho cá đồ ăn vậy. Dạ. Rồi mỗi lần cho là có một xíu cá vậy thôi. Thì cũng có lúc nhiều rồi, 2-3 ngày rồi mình ăn hết rồi. À. Rồi đâm cho con chó ăn nữa, rồi mình ăn nữa đó. Là cứ ăn tiết kiệm vậy hả chú? Dạ. Thường quá. Có cá với xíu canh với nồi cơm là chú ăn cả ngày luôn. Dạ. Sau lưng chú con thấy có mấy cái thùng đó là thùng gì chú? Thùng cho đồ cho heo ăn. À thùng đồ cho heo hả? À, cho heo này. Cái này là thùng cái rau mình tức là mình cắt à. Cắt rồi mình bỏ vô đây để cho heo ăn á. Rau chuối. À, rau chuối. Cho heo. Ừ. Dạ. Cả nhà thấy thì xung quanh cái canh chòi của chú á cũng không có cái đồ dùng hay là cái cây ăn trái gì mà chú trồng hết cả nhà. Duy nhất nãy giờ xuống mắt để ý á, có một cái chậu bắp. Chậu bắp mà có mấy trái à? Mấy trái. Có nhiều đầy bắp hả chú? Dạ, bị trồng bên đây bị bữa đây chết á. Chết hết hả? Chết hết. Còn bao nhiêu đó để dạ. mình răng ăn, răng mình dọc lỡ đồ ăn á. Dạ. Để dành ăn. Cái bao này bao gì chú? Cắm heo. À, cắm heo, nuôi 2 con heo ha. Dạ. Rồi, cái chậu đằng kia là cái gì chú? Hạt điều hả? Hạt điều.
chú trồng điều hay sao? À, trồng đi là để mình lấy mình để mình trồng á. À, cái này chú lấy để chú trồng. Ừ. Cái chiếu này là hồi trước chú nằm đấy hả? À, chiếu lúc nằm hay mùa nắng rồi mình tại ở dưới sân á. À, chạy dưới sân chú nằm. À, nằm. Mùa này mùa mưa là gác cái chiếu ở đây. À. Mấy nay nó cũng mưa nhiều chú ha. Mưa mới 2-3 ngày nay thôi. Dạ, mưa quá trời mưa luôn. Ừ. Mưa chú để ý giữ sức khỏe nha chú. Dạ. Dễ bệnh lắm á. À, bệnh. Sô Mắc đang đi ra xa cái khu vực này để quay cái căn chòi của chú cho cả nhà xem. Bên trên thì chú lợp tôn. Tôn thì chú chia sẻ thì ở cái khu ngoài này nó cũng dột nhiều lắm rồi cả nhà. Nó mục hết rồi. Còn ở trong thì có chỗ dột, có chỗ không. Cái chỗ mà chú mắc võng á, là nó không có dột. Còn hai bên hông á, là nó tạt mưa nhiều cả nhà. Đây là toàn bộ cái chỗ mà chú đang ở trên núi ha. Chỗ này có nguyên cái tảng đá to đùng luôn. Ở đây có cây xoài rất là to cả nhà. Chú ở trên này á, từ hồi cái cây xoài này nó còn nhỏ xíu luôn. Mà bây giờ nó to như thế này luôn cả nhà. Anh Đồng vẫn đang đứng kia ngắm cảnh. Sau lưng nó toàn là núi thôi cả nhà. Mình trộn cám cho heo hả chú? Trộn cám cho heo. Heo nhỏ nó ăn khác, heo lớn nó ăn khác. Heo nhỏ hả chú? Có heo nhỏ nữa. À, vậy là một con nhỏ, một con lớn? Một con nhỏ, một con lớn. Ý là thì heo nhỏ thì mình cho cám với lại cháo á. Mình nấu cháo cho nó ăn. Nấu cháo cho heo ăn? Ừ. Rồi cũng như đó. Cái này chú đang trộn ha? Trộn á. Rồi nó cho cái này một chút. Ăn cái bắp chuối á. Chuối là chú cứ cắt là chú để dành trong đó. Cắt rồi mình giọt rồi mình bỏ vô thùng đấy. Dạ. Đây là heo nhỏ này. Cái này là đồ heo lớn. À, heo lớn ăn ở dưới này. À, giờ xách ra luôn bây hả giờ, chú? Bây giờ xách đi. Xách đi luôn. Ừ. Đi ra chuồng heo của chú chút xíu nha cả nhà. Ở đây là chú nuôi heo, nuôi mấy con gà, nuôi mấy em cún nữa. Ôi con heo à. Mưa, dễ thương quá. Mưa này, mưa đêm á. Nó nước đầy hồ hết. Con heo trắng đó chú lâu nuôi lâu chưa? Có con rồi mà bây giờ nó chưa chữa lại đâu. À có con rồi giờ chưa chữa lại hả? À, heo lấy, cái hả chú? Cái mới lấy con đây thằng con mới lấy con đây con vô lại đó. Dạ. Con nhỏ này đực đây. Heo này mình nuôi mình bán hay sao chú? Này chắc cũng bán. Nuôi mình đâu có bán, vợ nó bán chứ. Nó có bán thì nó đẻ con mới nó bán. À nuôi là đẻ con được mới bán. Ừ. Còn không là cứ đẻ nuôi thôi. À, cứ đẻ nuôi mới được. Hai mưa thì nó chung vô cái hang. Một kia. Ngày mình cho heo ăn mấy lần chú? Hai lần. Ừ. Chiều chú cho ăn lần nữa. Ừ. Chiều à. 5 giờ á. Dạ. Em heo này em dễ thương quá cả nhà. Bên này còn em heo bé xíu. Đây. Ăn bên này. Trời ơi. Như cái cổ chân chút xíu à. Suy dinh dưỡng hả chú? Thiếu. Ăn bậy bạ đó, ăn dạ. Cám đồi với
Rồi có lúc cháu con không có cháu thì con có gạo thì ăn cám không, với lại bắp chuối. Cái chuồng heo của chú đó cả nhà rất là đẹp luôn, ở trong cái khe đá, heo nó chạy từ trong cái khe đằng sau lưng nó đó cả nhà, nó ở trong đó, nó chạy ra ngoài này. Ở trên này toàn là đá không à, đá tảng, đá khối bự lắm, núi rất là cao luôn. Trên này đa phần đó, bà con người ta nuôi heo là người ta dựa vô những cái khe đá cả nhà, để cho nó nằm ở trong cái khe đá luôn. Xuân Bắc đi cũng nhiều hộ bà con người đồng bào Đắk Lây rồi, họ đa phần là nuôi heo ở trong những khe đá nha, để người ta không có tốn cái thời gian giống như là cái hàng rào người ta phải làm đó cả nhà, người ta rào ở trong cái khe đá luôn. Cái hồ kia xa lắm, còn mùa mưa đi dưới suối nè. À mấy ngày nay nó mưa là mình lấy ở suối gần đây. À. Còn mùa khô là mình lấy ở đâu chú? Trên hồ bự, hồ lớn đó. Từ đây ra đó xa lắm không? À, đi chở xe đạp á. Chở xe đạp lên. À chú có chở bằng xe đạp? À, chở xe đạp. Cây này chắc chú cũng mới trồng ha? Cây này mới, tôi nói làm mới có một tháng rồi. Một tháng rồi? À, một tháng rưỡi rồi, chắc một tháng rưỡi. Để nó ba tháng luôn mà. Quanh cái khu này, chú ở một mình ở trên này có buồn không chú? Còn buồn đâu, ở đây gần người ta mà là mình không có đi chơi á. Mà không đi chơi thì ở một mình đâu, có buồn đâu, mình ven rồi. Có bà con ở trong kia nữa hả? Có, kia. Có bà con. Người trong làng người ta ở trong đó hả chú? Dạ. Sâu hơn chú nữa hả? Sâu, dưới kia. Tút dưới kia luôn. Ừ. Thấy nước suối gần này. Cả nhà thấy thì người đồng bào họ có nhà dưới làng nhưng mà họ không ở nha cả nhà. Họ ở trên này, họ làm việc, họ sống. Ta có, người ta nuôi gà, nuôi đũa, nuôi bò đũa. Mùa nước này nhiều này. Chú đang đi ra suối để chú lấy nước này cả nhà. Phải đây. Chú lấy cái nước này về là mình dùng luôn đó hả? Dùng luôn mà mua nước sạch này. Dạ. Nước này mới mưa mà. Còn lúc hết nắng thì mình đào mình múc. Dạ. Múc bằng cả men đó. Còn mùa mưa thì mình lấy về thôi. Rồi. Nặng không chú? Không nặng đâu. Lúc đi mà hay bình mà. Nặng đâu có nặng đâu. Mấy nay nó mưa nó cũng mát mẻ chú ha. Mát á, mưa mát á. Hôm nay con tới con thăm chú nha. Con gửi cho chú một phần quà của Mạnh Thường Quân. Đó là một thùng mì ba miền, một thùng mì gấu đỏ. Hồi nào giờ có ai tặng quà chú không? Chưa luôn hả? Chưa có ai lên đây tặng quà cho chú hả? Chưa có ai lên. Dạ. Một ký cá ngân khô. Chú ăn cá này bao giờ chưa? Có ăn rồi. Nhưng mà như là bà con nó mua mười con đó. À, khi nào có tiền mới mua cho chú thôi ha. Cá này chú làm món gì?
rau hay rau rau ngoài 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 trong vườn đó mình bỏ vô mình nấu canh. À nấu canh anh hả chú? À, bỏ ngọc vô. Dạ. Con gửi chú 1 ký cá ngân khô nha. Không sao không sao. Lớt hết mấy con này. Ở đây là 1 ký cá cơm khô. Size lớn nha chú. Dạ. 1 ký cá cơm khô size lớn. Con để đây cho chú luôn nha. Nó đổ ở trong này cả nhà. Nó đổ trong này này. Để số mắt lấy vô cho chú nha. Đi nó mưa á. Đó có mấy con cho mấy em cún ảnh được chút. Nó đổ. Rồi cái này thôi con để tạm ở đây đi. Để đứng đây đi. Rồi con mua thêm cho chú 2 bịch bột ngọt nha. Ba bịch muối nha chú. 3 bịch muối. Hai chai nước tương. Rồi, 2 chai nước tương, 2 chai dầu ăn. Chú thấy quà nhiều không? Chú vui không? Vui. Vui lắm chú ha. Ngoài ra thì con gửi đến chú 1 bao gạo 10 ký nữa. Nhiều đây chắc chú ăn được cũng lâu ha. Lâu. Dạ. Hồi nào giờ chưa nhận được phần quà nào hết. Có ai tặng quà chú nhiều vậy chưa? Chưa, không có. Không có luôn. Dạ. Cả nhà thân thương, đây là món quà số mắc gửi đến chú Tâm. Một phần quà của Mạnh Thường Quân gửi đến bà con khó khăn miền núi. Thì cái phần quà này Xuân Bắc trích cái số tiền của chị Hoa Đỗ cùng các anh chị Mạnh Thường Quân. Do hôm nay trời mưa cả nhà, trời mưa khá là lớn, Xuân Bắc không cầm cái giỏ, cái sổ đi được. Thì Xuân Bắc cảm ơn tấm lòng của các anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Chi tiết cái phần quà thì Xuân Bắc sẽ để bên dưới cái phần bình luận, cả nhà vào đó xem. Chú gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp con nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Chú nói đi. Mạnh Thường Quân hả? Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Gửi cho chú phần quà. Gửi cho chú phần quà. Dạ. Rồi, đó là hoàn cảnh của chú Tâm. Chú ở trên một cái vùng núi. Ở đây là thuộc cái núi Đá Liệt của miền đất Ninh Thuận nha cả nhà. Chú ở trên này cũng có một mình thôi. Phía trong sâu trong này á, đi vào sâu nữa thì cũng còn một vài hộ gia đình nữa. Người ta cũng ở trong, người ta trồng trọt và chăn nuôi ở trên này cả nhà. Chú thì chú ở trên này có một mình. Ở trong nó cũng có người ở nữa hả chú? Có. Dạ, con tưởng ở đây là sâu lắm rồi á. Có, dạ. Có xe người ta chạy đi á. Dạ. Để có dịp nào thì sẽ mắc đi sâu hơn vào trong nữa. Để xem là bà con là trong hoàn cảnh như thế nào để chia sẻ đến cả nhà nha. Mùa này đang là mùa mưa. Thì bà con chỉ có trồng ở nhà này. Người ta không có đi lên núi. Người ta trồng trọt ở trên núi cao hơn được. Thì người ta ở đây, như chú ở đây, chú chăn nuôi này. Nuôi heo, nuôi gà. Rồi chú coi cái rẫy cho con. Mùa này có trái rừng không chú? Không biết ạ. Mình mấy năm này chưa biết mấy năm, làm con năm đây. Dạ. Mùa này chắc hết mùa trái rừng rồi ha. Qua năm mới có ha. Không có mùa trái rừng, trái rừng thì không có. Dạ. Trái rừng không có năm mùa này. Dạ. Thôi trái, trái này cũng hết rồi, trái măng cầu đùa. Trái măng cầu cũng hết rồi. Trái xoài cũng hết. Dạ. Bắp thì mình trồng không được mùa chú ha. Dạ, được có xíu vậy thôi.
Được hai bao trở về dưới cho con hả? À, con nó xuống nó chở đi. À, dạ. Rồi bây giờ chú vào chú nấu cơm, kho cá, có cá nhiều rồi này. Chú nấu cơm, nấu cá chú ăn nha. Còn không thì chú để lúc nào mà chú nấu thì chú nấu chú ăn. Có mì gói nữa, chú ăn từ từ ha. Rồi, số mắt tạm biệt cả nhà. Hoàn cảnh của chú Tâm, người đồng bào Rắc Lai miền núi. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo trên kênh Số Mắt Vlog nha. Cảm ơn những cái sự yêu thương của các cô chú, anh chị, quý vị mạnh thường quân và những cái sự yêu thương của khán giả rất là nhiều. Không biết nói gì hơn, Số Mắt chúc đại gia đình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn rất là nhiều. Con cũng chúc chú và gia đình chú thật nhiều sức khỏe chú nha. Dạ. Chú chào khán giả với con nha. Xin chào tạm biệt khán giả. Dạ. Rồi con gửi chú ha. Trời muốn mưa luôn rồi chú. Đây nó mưa suốt ha, mấy ngày nay mưa suốt ha. Mưa đêm mưa miết mà. Dạ. Nó cứ hết từng cơn nó lại mưa tiếp nguyên ngày vậy luôn. Dạ. Mùa này á. Rồi, mang vô chú ha. Dạ. Ui da.